Hello, Duy Ngân xin mến chào các anh chị đến với cái chương trình đầu tiên của công ty Journal làm trên trang Journal Việt Nam. Thì trong mấy năm qua cũng rất là nhiều các anh chị yêu cầu làm cái chương trình này rồi. Và đây là lần đầu tiên thì hy vọng là mọi người thích like and share nha. Và chủ đề của mình ngày hôm nay là sẽ nói tới cái là mình chuẩn bị học nghề gì trước khi mà mình đi Mỹ, hoặc là đang có gia đình bảo lãnh đi Mỹ thì trong vài năm nữa là mình sẽ đi, thì mình chuẩn bị mình học những cái gì. Tại vì thấy có nhiều cái, rất là nhiều cái mà mấy anh chị đi trước học nhưng mà qua bên đây không có áp dụng được, nó không có thực tế để mình áp dụng, thì làm sao mình phải học cho nó chính vào những điểm mà mình có thể áp dụng vô cái ngành nghề của mình. Thì ngày hôm nay mình không có nói về những cái ngành nghề khác, mình chỉ nói tới cái nghề, nếu như mấy anh chị đã xác định được là mình qua bên Mỹ mình sẽ theo gia đình mình làm nghề nail đi, thì mình chỉ nói gọn trong cái tiệm nail thôi. Khi mà nói tới muốn qua Mỹ làm nghề nail thì ai cũng nghĩ là mình sẽ học nail rồi đúng không? Nhưng mà ngoài ra cũng có rất là nhiều thứ liên quan trong cái tiệm nail mà mình phải học. Còn các anh chị mà đi qua mà làm ngành nghề khác á, thì nó cũng đã có xác định cho mình là mình sẽ học cái gì liên quan tới cái ngành nghề chuyên môn của mình rồi. Thì trước tiên á, để mà đi Mỹ bắt buộc á, là mình sẽ phải học tiếng Anh nè. Tại vì qua bên này tiếng Việt Nam của mình là coi như không có xài được rồi. Và tiếng Anh á, thì có rất là nhiều dạng tiếng Anh khác nhau, nhưng mà mình chỉ chọn đơn giản là mình học tiếng Anh giao tiếp thông thường để mà mình nói chuyện hàng ngày, nói chuyện với khách. Nó không có quá khó. Cái dạng tiếng Anh giao tiếp thông thường á, thì các bạn trẻ thì sẽ dễ rồi, cô chú anh chị cũng có thể học được. Nó khoảng mấy chục, 20 câu đơn giản thôi là mình cũng đã có thể tiếp xúc với khách hàng rồi. Thì khi học tiếng Anh á, những cái mà về ngữ pháp mà chuyên sâu thì mình không có cần phải học tới đó. Mình có thể học những cái cơ bản giống như là những cái thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai để mình áp dụng trong giao tiếp thông thường. Nhưng ở phần tiếng Anh thì mình cũng sẽ phải chuẩn bị cái tâm lý nữa là mặc dù là mình học tiếng Anh nhưng qua đây một năm đầu về cái chuyện nghe của mình cũng sẽ nghe không có được. Cho là bên đó mình học trong trường quốc tế luôn, nhưng qua bên này á là cũng rất là ít người, cái tỷ lệ mà người mà có thể giao tiếp với khách hàng Mỹ trong vòng một năm đầu tiên tôi nghĩ chắc khoảng 5% là nhiều. Còn phần còn lại, tại vì cái giọng ở bên Việt Nam, những người giáo viên bên đó người ta dạy á, thì qua bên này người Mỹ họ nói khác. Ngân ví dụ như ở Việt Nam á, thầy cô giáo dạy mình nói là nước là water đi, thì qua bên này khách hàng họ nói, người Mỹ họ nói nhẹ hơn là water, thì nó nhẹ hơn cho mình khi mà nghe. Nhưng mà khi mình học rồi, mình có kiến thức rồi thì nó nằm sẵn trong đầu. Sau một năm mà mình quen cái cách phát âm của người Mỹ rồi á, thì lúc đó mình nói chuyện rất là dễ dàng. Còn nếu như mình không học, mình để qua bên này mình học luôn, thì nó sẽ khó hơn cho mình rất là nhiều. Tại vì mình vừa phải học ngữ pháp mà mình vừa phải học thêm cái cách nghe nữa. Hello mấy anh chị mới vào. Trang này là trang lần đầu tiên trên trang Journal Việt Nam, thì dành cho tất cả các anh chị em nào mà ở Việt Nam theo dõi, cho nên là mọi người giúp like and share cái trang này ra để cho khi mỗi khi mà like đó, thì sẽ notify cho mấy anh chị ở bên Việt Nam để update những cái gì trong ngành làm đẹp ở bên này để cho mấy anh chị có thể biết trước và chuẩn bị trước. Và cũng là em nghĩ là cũng là một cái cầu nối giao lưu cho cái ngành sắc đẹp giữa bên Mỹ và giữa Việt Nam mình luôn. Tại bây giờ ngành sắc đẹp nó phát triển quá là nhanh, cho nên là những cái gì mà đôi khi bên đó hình ảnh mà khách nước ngoài về Việt Nam cũng nhiều, cho nên họ về họ cũng muốn những cái cách, những cái kiểu design của bên này, thì mình kết nối với nhau để mà mình làm cho nó phù hợp với cái thị hiếu của khách hàng. Và khi mà cái công ty, khi mà chi nhánh của công ty Journal mở bên Việt Nam thì mình cũng sẽ có những cái thông báo cho mấy anh chị bên đó luôn, sẽ là chi nhánh ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ở đó là cái phần tiếng Anh là chắc chắn mình phải học nha mấy anh chị nha. Rồi qua cái thứ hai nữa đó, đó là mình học về bằng lái. Ở Việt Nam mình á, là mình lái xe máy nó dễ, hầu như ai cũng biết, ai biết chạy xe đạp là biết chạy xe máy rồi. Qua bên này á, thì xe máy nó không có thông dụng, đi trong đường local, nhưng mà nói chung là nó chỉ khoảng 1% là chạy xe máy trong đường local gần thôi. Nó tại vì nó nguy hiểm lắm, tưởng tượng xung quanh là toàn là xe hơi, không có mình xe máy, mà nó té nhẹ ăn cái thôi là nó đã va chạm nguy hiểm rồi. Cho nên là có điều kiện á, thì mình đi học lái xe hơi luôn, để khi qua bên này là mình biết lái rồi, mình chỉ cần đi đăng ký thi bằng lái
học lý thuyết và đi đăng ký thi bằng lái thôi. Thì về học lý thuyết thi bằng lái mình cũng đừng có lo lắng quá. Qua bên này thì cũng có gia đình hỗ trợ nè. Và tới những cái nơi đó, người Mỹ họ cũng rất là nice, những cái chỗ mà thi cử bằng lái đó mấy anh chị. Mình biết tiếng Anh căn bản, mình nói ít thôi, nhưng mà người ta cũng sẽ help mình. Ví dụ như lúc mà lần đầu tiên Ngân đi thi bằng lái, lúc đó tiếng Anh mình biết hạn chế lắm. Thì mình vô, trước tiên lên xe thì Ngân cũng nói vậy nè: "I don't know English. Can you speak slow, very slow?" Thì mình nói đơn giản vậy. Thì bà Mỹ mà để hướng dẫn cho Ngân thi á, thì si biết si cười. Rồi tới lúc mà lên thi, mình chị biết không, người ta nice, người ta dùng luôn cái body language, là cái người vừa nói vừa diễn tả cho mình hiểu á. Ví dụ như si kêu Ngân quẹo qua trái, là turn left, là cái tay cũng quẹo qua bên trái vậy nè, để cho mình hiểu, mình không nghe được đi nữa. Tại người ta đã biết mình nói là mình không có nghe nhiều, thì mình cũng thấy được cái diễn tả của người ta. Cho nên yên tâm là cái khách hàng, cái người Mỹ bên này họ cũng rất là nice để hỗ trợ cho mình. Nhưng mà học được bằng lái trước thì tốt. Còn nếu như mà ai mà không có điều kiện học, giống như nhà mình không có xe hơi, chưa có đủ điều kiện để mà mình đi học á, thì cũng không có sao. Qua bên này cũng có những cái dịch vụ của người Việt Nam mình để mà hướng dẫn cho mình đi tập lái xe, rồi sau đó hướng dẫn cho mình tới cái chỗ mà thi cử. Tới đó thì đương nhiên là mình phải trả cái phí, có thể là khoảng 150-200 đô cho những cái dịch vụ đó, nhưng cũng có dịch vụ hỗ trợ cho mình. Lấy đại cát tiên, chị Ngân ơi, bằng nail mình ở những trường nghề hay học, các khóa xong mình có thể sử dụng làm bằng luôn hay không? Ở tất cả những cái bằng bên Việt Nam mà đem qua Mỹ á, thì đa số là không có sử dụng được. Chỉ có những cái chuyên môn ngành mà về là đại học chuyên môn đồ này kia thì mình không có nói tới. Nhưng mà ví dụ như bằng lái xe, rồi bằng nail, thì những cái bằng đó qua bên này là đều đa phần không có sử dụng được. Phải học lại hết những cái bằng ở bên này. Thì học lấy bằng bên này có trường cũng đơn giản lắm. Tại vì trong trường nail mình học á, mình không có học về cái kinh nghiệm mà giống như là làm tại tiệm nail. Mình chỉ học về làm sao cho nó an toàn cho người khách, làm sao cho nó hợp vệ sinh để bảo vệ cái sức khỏe cho người thợ và người khách. Cái đó là trong trường nail họ chỉ dạy mình như vậy thôi. Và tùy theo tiểu bang mà mấy anh chị qua thì cái giờ học á, nó khác nhau. Nhưng mà bằng là mình không có học được. Nhưng đó là cái kế tiếp là mình phải học nè. Nếu như đã xác định làm nail thì phải học nghề nail. Và nói tới học nghề nail thì học cái gì? Nghề nail của mình không có đơn giản học làm nail, nhưng mà nhiều người nó không biết học làm nail là học cái gì. Trong đó có nhiều thứ lắm. Sau khi mà vô nghề rồi 10 năm kinh nghiệm thì Ngân mới biết nghề nail của mình nó đa dạng lắm mấy anh chị ơi. Học nhiều thứ lắm nè. Hồi đó ở Việt Nam Ngân cũng đi học. Khi mà đi học trước tiên á, là mình vô mình phải học cắt da đúng không, cắt da chanh. Thì cái đó là cái mà hầu như tất cả mọi người mình đều nên học. Đó là tại vì qua đó, đối với những bạn trẻ thì mấy bạn có thể là vừa làm chân tay nước. Ở bên này nó chia thành hai phần, một phần là chân tay nước là cho những người không có biết làm bột, không có biết đóng móng bột. Và chân tay nước thì các cô chú anh chị lớn tuổi á, thì có thể là không có còn giống như là tai mắt của mình không có còn linh hoạt nữa, mình không có làm bột, tại vì làm bột nó phải nhanh thì không thôi nó khô. Thì mình có thể mình học trước cái chân tay nước là học cắt da, rồi sau đó là có massage. Massage thì biết bóp là massage được rồi. Mình bóp mà bóp có tâm là người khách hàng họ đã thích rồi. Thì mấy anh chị chỉ cần học cắt da tay của khách làm sao cho nó không có chảy máu nha. Bên này là đừng có cắt quá sạch, chảy máu sẽ rất là nguy hiểm. Mình học cắt cho sạch, giũa xếp móng là giũa cái khuôn móng á, làm sao cho nó đẹp, nó gọn. Và học sơn, sơn là cái quan trọng, tại vì người khách bên này họ cũng quan trọng lắm. Nếu mà sơn cái bộ tay ra không có đẹp là người ta sẽ đờn, người ta bắt tháo xuống sơn lại, lúc đó mình sợ nữa. Cho nên học là chủ yếu là học cắt da và học sơn. Rồi đối với những người nào mà học muốn đi chuyên sâu luôn thì mình học thêm cái gì? Ở Việt Nam thì em thấy thông thường là học vẽ cỏ bản, vẽ bông, vẽ hoa, vẽ rất là đẹp. Phải nói là người Việt Nam mình rất là có khiếu về vẽ cỏ bản, vẽ bông, vẽ hoa luôn. Hồi đó Ngân cũng học cái đó luôn. Và qua bên này cái lượng khách mà để thích học vẽ bông hoa bằng cỏ bản đó rất là ít. Cho nên là bỏ thời gian nhiều vào học vẽ cỏ bản, nhưng mà qua bên này mình không có áp dụng được nhiều. 100 khách hình như chỉ có một khách là học vẽ cái đó thôi. Tại vì bên này á, làm thì thứ nhất á, là phải đẹp và phải đơn giản, phù hợp với cái người khách hàng Mỹ.
Thứ hai nữa là cái thời gian của mình làm nó cũng phải nhanh. Trong tiệm nail mình sẽ không có bỏ ra một tiếng, nửa tiếng đồng hồ để mà vẽ một ngón tay, một cái bông. Mình không có tính tiền khách quá nhiều được. Cho nên là vẽ cơ bản mình học, nếu được thì mình học cho biết. À, học mấy cái căn bản thôi, có thể áp dụng để phối hợp với design khác, nhưng đừng nên học quá chuyên sâu. Mấy anh chị có thể học chuyên sâu về vẽ bông 3D, là vẽ hoa nổi đó, đắp hoa nổi đó, thì cái đó là mình học chuyên sâu được. Tại vì bây giờ mấy anh chị thấy là những cái design bên này là cũng coi về những cái bông 3D chuyên sâu, và về 3D đủ kiểu hết, thì cái đó là mình có thể học để mình áp dụng thực tế lên trên khách hàng luôn. Rồi một cái nữa là mấy anh chị có thể học vẽ line. Có nhiều cái mẫu vẽ đơn giản, giống như nãy Ngân có nói, ở Việt Nam mình thì thích vẽ bông, vẽ hoa, nhưng khách hàng bên này đôi khi họ chỉ vẽ hai cái đường line thẳng vậy thôi, nó cũng ra thành cái kiểu rồi. Thì bây giờ là hồi xưa mình không có được nhiều internet, mình không có coi được là ô không biết cái nghề nail bên Mỹ nó ra làm sao, nhưng mà bây giờ là internet, Facebook nè, nó quá là thông dụng rồi, cho nên là mình cứ lên mình theo dõi cái trang, và mấy anh chị chỉ cần theo dõi cái trang journal.com thôi. Rồi, còn không là mấy anh chị theo dõi trang Journal Việt Nam này thôi, là những cái mẫu design là công ty cũng đã update cho mấy anh chị thường xuyên trên đó để cho mọi người theo dõi là ồ năm này thịnh hành những mẫu gì, năm sau thịnh hành những mẫu gì, để mà mình có thể là học theo cái đó. Khi mình qua bên đây là bước vô tiệm là có thể áp dụng được liền khách hàng, không có cần phải loay hoay. Tại vì ở Việt Nam mình còn có nhiều thời gian để mình luyện tập, còn qua bên này là không có thời gian nhiều để luyện tập đâu. Vô tiệm là khách cứ ào ào vô, có tay nghề là bắt đầu khách rất là busy rồi, không biết tiếng Anh thì cũng bận rộn nữa, tại vì chỉ cần làm đẹp thôi khách thích rồi, không có cần phải biết tiếng Anh để nói chuyện với khách luôn cũng không sao. Hello Betty, chào mấy anh chị mới vào, bây giờ vào được 10 người rồi đó, lần đầu tiên được 10 người là vui rồi đó, hy vọng là mấy anh chị share ra để lần sau mình nhiều hơn nha. Rồi cái đó là mình nói về học nail, thì em thấy là ba cái đơn giản là mình học nè, học cắt da tay da chân, học sơn cho đẹp, học vẽ bông 3D, và học vẽ line và thực hành thực tập. Ở bên đó thì mình học mình thực tập trên gia đình mình được, bên này thì không có khách để cho mình thực hành, cho nên là học vững tay nghề. Rồi ngoài ra trong tiệm nail thì nó cũng có những cái nghề liên quan nữa mà mình có thể kiếm tiền được luôn ngay ở trong tiệm nail, đó là mình chỉ học làm lông mi, nối mi. Mấy năm nay là nối mi là một trong những cái nghề, một trong những cái dịch vụ mà người khách hàng họ xài tiền cho nó rất là nhiều, xài tiền không thua về nghề nail, có thể là xài tiền hơn nghề nail luôn. Là tại vì một bộ móng á, là mình có thể tính khách dao động từ 30 cho tới 150. Đó, dao động từ 30 tới 150, nhưng một bộ nối mi á, mà mi sợi á, là nó có thể dao động từ 100 cho tới 300-400 đồng. Thì mấy anh chị thấy cái giá tiền của cái dịch vụ nối mi nó cao hơn. Và bây giờ là bên Mỹ này đang bị vào một cái trường hợp là tiệm nào cũng thiếu thợ hết, từ thợ tóc cho tới từ thợ nail cho tới thợ mi là đều bị thiếu hết đó. Cho nên là khi mà mình học được cái nghề mi mà học nối thì 2 tháng nay cô Mimi là một trong những giáo viên của công ty Journal cũng làm rất là nhiều cái live video để cho mấy anh chị có thể coi những cái kiểu mi của bên này đó, thì mấy anh chị cũng có thể theo dõi và học nối mi từ bên Việt Nam. Em mới biết chị mấy ngày mà em học được nhiều lắm, thank you Betty. Ngân và công ty Journal thì luôn là đưa cái đầu tiên lên là làm sao để mà mình chia sẻ update thông tin được cho cộng đồng, và làm sao để giúp cho người ta có được một cái nghề. Tại vì công ty Journal là cái công ty đầu tiên tiên phong về cái trường hợp giấu nghề. Giống như hồi xưa giờ mấy anh chị cũng biết là đối với những người mà đi qua từ 10 năm trước trở đi á, là cái trường hợp giấu nghề nhiều lắm, làm chung trong tiệm nhưng mà ít dạy nghề nhau lắm. Tại vì mình dạy xong cái người trong tiệm người ta lấy khách của mình rồi mình ít tiền hơn sao, thì cái đó là nhiều người cũng lo sợ cái chuyện đó, cho nên không có dám chia sẻ nghề trong thợ trong tiệm, giấu nghề với nhau không à, lợi đứng coi cũng không có cho. Thì hồi đó Ngân cũng bị vô cái trường hợp đó, cho nên là từ khi mà được vào làm việc với công ty Journal là công ty muốn đưa ra cái cách thức làm sao để xóa đi cái tư tưởng giấu nghề đó, thì nó cũng phù hợp với cái mà Ngân muốn chia sẻ. Cho nên là
À, 5 năm nay là công ty làm rất là nhiều video để dạy nghề, hoàn toàn miễn phí trên trang Facebook của Journal luôn, thì mấy anh chị có thể học trực tiếp từ trên đó, không có tốn tiền và cũng giúp được cái cộng đồng của mình là khơi lên cái cách chia sẻ, làm sao mình chia sẻ cho cái nghề nail của mình nó phát triển mạnh hơn, khách hàng vô mình kiếm tiền nhiều hơn thôi, chứ khách hàng quá nhiều mà mình giấu cũng làm cái gì, phải không? Thì cái đó là cái mà cũng là một trong những cái tâm huyết của Ngân, làm sao cho giúp được cho cái người người khác, người quen mình biết hoặc là người thợ ở trong tiệm của mình người ta có được cái nghề, thì đó cũng là những cái phước mà mình đã tạo được rồi. Rồi cái kế tiếp đó là mấy anh chị có thể học về ở bên Mỹ gọi là facial, còn Việt Nam mình á, thì là massage mặt, chăm sóc da. Thì năm nay là năm mà cái ngành đó nó đang bắt đầu phát triển mạnh là về chăm sóc da, massage mặt. Ở bên đây á, thì đi nếu mà đi tới những tiệm Mỹ để mà mình làm thì họ sử dụng máy móc rất là nhiều, máy để massage, máy để mà rửa mặt. Nhưng mà cái mà khi mà ai mà đã đi làm massage mặt rồi, mấy anh chị sẽ thích nhất đó là massage bằng tay, rửa bằng tay, massage bằng tay. Và người Việt Nam mình á là làm về massage mặt, em phải nói là nằm xuống 5 phút sau là ngủ rồi, rất là giỏi, rất là có khiếu luôn, làm cũng phê, làm tới đâu là phê tới đó. Thì Ngân cũng làm, khi mà làm trên khách á, khách hàng cũng có cho nhiều cái lời khen, nói là tôi thích tới cái tiệm của bạn làm là tại vì bạn làm đa phần là làm bằng tay hết. Người Việt Nam mình là chuyên về làm bằng tay, mình đâu có máy móc ở bên đó nhiều, mình không có sử dụng máy móc nhiều tại vì nó không có đã. Thì ai mà chuẩn bị qua Mỹ trong năm nay nè hoặc là năm sau đi, học chuyên về ngành massage mặt, facial, chăm sóc da thì qua đây sẽ em bảo đảm là sẽ kiếm tiền rất là nhiều. Nếu mình làm nối mi không có được hay không? Dạ được chị Tuyết Ngọc. Bây giờ nhiều tiệm mi lắm, nhiều tiệm mi chỉ làm mi không, họ không có làm gì khác ngoài tiệm mi hết, mi và nhổ chân mày. Coi riết ghiền, bữa nào không có livestream là buồn, bữa nào mà Ngân không làm livestream cũng buồn luôn. Đó thì mấy anh chị học thêm cái ngành kế tiếp đó là ngành chăm sóc da mặt để làm trong tiệm. Và ở bên Mỹ này thì mỗi một cái ngành nghề nó đều phải có license hết, đó nghĩa là đều phải có bằng để được phép làm hết. Thì mấy anh chị qua là lấy bằng nail đầu tiên, kế đó là mình lấy một cái bằng nó gọi là bằng facial, là bằng chuyên về mặt. Thì trong đó nhiều tiểu bang là học lấy cái bằng chuyên về mặt là mấy anh chị làm được massage mặt, làm được về bên nối mi, làm được luôn về nhổ lông mày cho khách luôn. Thì đó là một cái bằng thôi mà mình làm được nhiều thứ. Rồi một cái nữa, không làm trong tiệm nail nhiều nhưng mà cũng có một số tiệm họ làm chung với nhau, đó là học tóc. Cái ngành tóc ở bên này mà mình chỉ làm tóc cho người Việt Nam mình thôi á là mình cũng sống rất là thoải mái, là giàu luôn rồi, chưa nói tới là mình làm cho Mỹ nha. Tại vì bên này người Việt Nam mình, mấy anh chị thấy người Việt Nam mình bên này nhiều không? Quá là nhiều, mà ai cũng cần làm đẹp hết, cho nên là mình học mình làm cho người Việt Nam mình thôi là cũng kiếm được tiền nhiều. Và một cái nữa là make up cũng vậy, là trang điểm, học trang điểm đó mấy anh chị. Bên này bây giờ là vô tiệm nail cũng có nhiều tiệm người ta bỏ cái dịch vụ trang điểm vô để trang điểm cho thợ Mỹ, nhưng mà có một cái đó là cái trang điểm của người Việt Nam mình bên đó, đó là cái phong cách châu Á. Còn ở bên này á, người Mỹ á, cái phong cách của họ là phong cách của Mỹ nó khác, khác về cái phối màu sắc và khác về cái khuôn mặt nữa. Ví dụ như người Việt Nam mình thì đa phần là mặt tròn, mặt của người châu Á, còn Mỹ á, mấy anh chị thấy là mắt sâu, mũi cao, khuôn mặt sơn thì nó khác, nhưng mà cái cách thức mà mình làm á thì nó cũng giống nhau, nó cũng phải có nền, nó cũng phải có cái highlight hai bên rồi che khuyết điểm. Thì những cái đó là những cái căn bản mình có thể học trước. Và qua bên này thì mình đi vào những cái mall, bên này mấy anh chị đi vào trong mall là chỗ mà mình mua sắm á. Trong đó nó có những cái chỗ mà nó bán mỹ phẩm, nó dạy mình làm make up cá nhân luôn. Mà mình đã có cái nghề rồi thì mình vô đó mình chỉ cần coi người ta làm và mình nhìn theo, là mình biết nhìn cái cách phối màu thôi là mình đã biết cái cách làm cho cái người Mỹ nó như thế nào rồi. Thì đó là những cái ngành nghề mà mấy anh chị có thể học được để trước khi thì mình đi qua Mỹ, bước vào trong tiệm nail là mình đã có thể làm được liền và kiếm tiền được liền rồi. Khi đi qua Mỹ thì nó có nhiều cái vui lắm, mới qua nó có nhiều cái vui lắm này mấy anh chị. Cái này thì chuẩn bị về cái phần tâm lý thôi nha. Em thấy giống như lúc mà mình mới qua mình cũng bị, mà ba mẹ qua cũng bị, bạn bè qua cũng bị. Đó là cái cách đổi tiền. Người ta nói ở Việt Nam là tính tiền nghe nói ngàn 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 cơ, mà mua một cái đi ăn một tô hủ tiếu
là cũng mấy chục ngàn, trăm ngàn. Rồi bắt đầu qua bên này là nghe có 1 đồng, 2 đồng, nhưng mà tính tiền ngược lại thì thấy nó nhiều quá. Ví dụ như là ai mà qua đó cũng bị là đi chợ ra thấy cái gì cũng đổi qua tiền Việt Nam, có thấy nhiều quá không dám mua ha. Ví dụ giờ mình nói là đi ra chợ đi, thấy bó rau răm, bó rau răm bên này cũng bó nhỏ lắm, tại vì bên này á rau rau củ mà rau Việt Nam thì bây giờ là nếu sống ở những tiểu bang Việt Nam thì mấy anh chị thấy nhiều, còn mà hồi mấy năm trước á mà qua ngay mấy xứ lạnh giống như là bên Chicago hoặc là New York, những xứ lạnh á, mấy anh chị có tin được là ăn rau muống mà còn phải đông lạnh không? Rau muống, rau gì cũng đông lạnh lại hết đó, là xứ lạnh là người ta sẽ phải như vậy. Còn ở những xứ nóng Cali Việt Nam thì rau Việt Nam nó đầy. Nhưng mà ví dụ Ngân nói ở ở Florida nè, một bó rau răm Ngân đi mua nó có cỡ 10 tới 20 cọng rau răm thôi, thì cầm lên 2 đồng một bó rau răm. Ai mở Việt Nam qua mà cầm lên 2 đồng bó rau răm hết hồn dục xuống liền. Tại sao? Trời, bó rau răm đổ ra 40.000 Việt Nam. Ở Việt Nam đi mua một bó rau răm có 2-3 ngàn, 4-5 ngàn là nhiều lắm rồi. Qua đây bó rau răm gì mà 40.000, đâu dám ăn, thôi bỏ xuống, tại thấy nó nhiều á. Rồi bắt đầu đi chợ đi mua cái nào cũng thấy đổi tiền ra cũng thấy nhiều hết á. Cho nên đó là cái tâm lý của người mà mới qua ăn một tô hủ tiếu, đi ra ăn một tô hủ tiếu, tô phở đi, 10, bây giờ ăn tô phở là ra cỡ 12 đồng, đổi ra nhiêu? 240 hả? Đổ ra 200-300 ngàn đồng tô phở. Trời, hết hồn. Tô phở bên kia ăn có mấy chục ngàn à. Nhưng mà cái là tiền hai bên làm nó khác nhau. Ở Việt Nam mình làm 5-6 triệu trung bình là cho trong ngành làm đẹp, còn ở bên này thì có thể là mấy anh chị làm được nhiều thì cũng từ 3 tới 5 ngàn, cho nên nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà mới qua thì nó có những cái vui đó. Còn những cái đơn vị mà đo lường nó khác nha. Ở Việt Nam hỏi đi mấy cây số tới, còn ở bên này là qua họ không có xài cái cây số mà họ xài cái mao, thì cái đơn vị nó khác rồi, nên qua nội mà tính những cái đó không á là cũng hơi bị rối não rồi đó. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái khởi đầu hết. Và bây giờ thì được một cái á, là cái internet nó quá là phổ biến, cho nên là đối với người mới qua cũng không có bị ngỡ ngàng như hồi xưa. Hồi xưa là Ngân nói xưa là cỡ 10 năm trước trở đi á là nó ít hơn, cho nên mình qua mình ngỡ ngàng nhiều thứ lắm. Giống như là ở dưới quê, em ở dưới quê mới lên, em ở dưới quê mới lên, không biết gì hết trơn. Cái gì đó, nó cũng lạ lùng, cái gì cũng sợ hết á. Vô trong tiệm mình không biết tiếng Anh, tâm lý mình không biết tiếng Anh, gặp khách hàng á nó vô nó mới vừa mở miệng ra chuẩn bị nói thôi là bắt đầu mình đã sợ, chạy đi kiếm người khác lại hép 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 giùm em không biết nói. Nghe hello how are you thôi mà nghe cũng không được luôn mấy anh chị. À, chị có gặp ai một thân một mình qua Mỹ hay không? Nhiều lắm, nhiều lắm, một thân một mình qua bên này nhiều lắm. Em cũng trong công ty channel mình là cũng có một cô một thân một mình qua đây, nhưng mà mấy anh chị biết á, ở bên này nó an toàn hơn. Và cái gì á, mình Google nó cũng ra, với lại người Việt Nam mình bên này thấy vậy chứ cũng thương nhau lắm, tại vì không có nhiều như bên đó, cho nên là cũng thương nhau, họ cái gì cũng giúp. Rồi chỉ cần ban đêm, ví dụ như mình mới qua mình sợ ban đêm mình đừng đi ra đường, mình đi ra ban ngày thôi thì nó sẽ không có nguy hiểm đâu mấy anh chị. Mình cần gì mình hỏi người Mỹ, người ta cũng nice, người ta cũng giúp mình. Ví dụ giờ cái phone thì nó có những cái app mà để thông dịch rồi, thì mình download mình tải những cái app đó về, rồi khi mà mình lỡ, ví dụ như mình đi ra đường mà lỡ có lạc đường á, thì mình lỡ những cái nơi giống như chợ nè, những cái vô trong cây xăng nè, hoặc là mình vô trong những cái cửa hàng bán đồ ăn, mấy cái cửa hàng chính á, mình vô trong đó để mình cầm cái app mình đọc rồi mình hỏi người ta rồi đưa người ta nghe. Thì cái đó là cái cách mà ba ngân mới qua đây chưa tới 1 năm nữa, là ba là 60 mấy tuổi rồi đó, nhưng mà đi làm từ nhà về rồi vô cái xăng không biết đổ xăng cũng cầm cái app đó rồi đọc rồi đưa cho người ta nghe thì người ta chỉ đi được về tới nhà bình thường. Thì mấy anh chị thấy là người 60 tuổi qua bên đây vẫn sinh hoạt được như vậy, thì nếu như mấy anh chị mà trẻ hơn thì nó còn dễ hơn nữa, đừng có sợ quá. Bên này thấy vậy chứ người ta giúp đỡ nhau nhiều lắm. Rồi đó là những cái gì mà Ngân muốn chia sẻ trong cái live đầu tiên, thì Ngân không biết được là mấy anh chị ở bên đó có thêm nhiều cái thắc mắc gì nữa hay không. Thì nếu có thì mấy anh chị cứ comment để cho mình hẹn nhau mình làm thêm nhiều cái live nữa để mà chia sẻ. Giờ tới cuối năm thì Ngân cũng đang sắp lịch để mà về Việt Nam, để cho cái chi nhánh ở bên đó chuẩn bị mở cửa cuối năm nay.
Thì hẹn mọi người ở Việt Nam nha. Và anh chị nào có câu hỏi thì cứ bỏ đi, và mình sẽ hẹn nhau ở video kế tiếp.